Rồi em xin chào quý anh chị cô bác. Rồi chiều hôm nay thì đã dây số của ngày 19 đã trả. Đó. Rồi bây giờ tới Gia Lai ngày 20 tháng 10 2023. Đó. Hôm nay là thứ 6 nha anh chị. Đó. Quân chị là bữa nay đã đưa đi rồi. Đó, thứ năm quân chị đã đưa đi rồi. Rồi thì đây. Số đầu tiên là số 16 nè. Đó. Thứ 6 ngày 20 tháng 10 nè anh chị. Đó, rồi tới số 25. Số 34. Đó. Số 43. Số 58. Họ giờ lại nha anh chị. Rồi số 62. Số 71. Số 80. Số 99. 499. Số 07. Số 94. Số 20. Số 39. 53. À, số đẹp ha. Đây có số 3 đây. Được không? À, không có số 3. Số 2, tay số. Số 0 mà tay số 2 thôi. 53. À. Số không đẹp. 86. Đây Ninh Thuận nha anh chạy thứ 6 Ninh Thuận nha. Số 19. Hai tóm ba. Rồi. Rồi thì vừa rồi em cũng vừa quay số cho anh chị mình xem em bán lên quốc lộ 24B. Ở đầu 12 thôn Bình xã Tịnh Đông huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi gần cái sân vào Tịnh Đông. Đó ngay chỗ cây thuốc bác gần gốc doa. Hai. Chỗ kế sân đường mà nhân qua đường cây thuốc bác nha anh chị. Đó, anh chạy nào mua số thì điện cho em trước giờ. Đó, và số điện thoại của em là 0968634712. Đó, ngân hàng Adibank, tên là Viên Ngọc Tài. Đó. Rồi thì anh chạy nào mua số thì liên hệ với em, điện cho em giữ số cho anh chị nha. Đó. Anh chạy lấy ở khu vực này đi ngon qua đây, hoặc là khu vực ở khu vực này anh chạy không tiện lấy số thì anh chị điện cho em và anh chị lấy trước 5:20 công ty sổ số sổ nha anh chị còn tốt nha. Rồi tài khoản ngân hàng là 451-220-527-3226 nha anh chị, 451-220-527-3226. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều đã xem và ủng hộ kênh YouTube của em nha. Chúc anh chị chiều nay may mắn phát lộc phát tài. À, vô những cái giá lớn chiều nay cũng như chiều ngày mai nha anh chị. Rồi. Rồi cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều. Rồi xin chào bạn lại quý vị.